xe. Thôi bỏ rồi, bỏ rồi, bỏ rồi. Cái nhỏ
mày đá xe mày mới quăng chứ mày còn mày quăng cái gì? Ủa chứ mày quăng điện thoại làm cái gì? Chủ xe nó ra đi đợi sẵn rồi mà. Trời đi hết trơn rồi. Chú cứ giữ giùm con. Chạy sao phát? Hả? Còn cái chìa khóa nè. Nè, cái này của mày hết nha. Nha, mày không, không bỏ vô nha. Còn cái chìa khóa. Còn cà vạt nằm ở đâu hả? Nha. Mấy cái luôn. Trời ơi, khỏe luôn rồi. Của mày nè, thấy chưa? Này. Nha, cái này của mày hết nha. Tao không bỏ vô nha. Mày chậm xe. Thế nào nè? Chiếc này nè. Chiếc 12 không nè? Có. Có 12 đi nè, hai lớp. Ủa em đâu có chậm đâu, anh nói em chậm rồi. Đâu. Lên đó giải quyết mày. Mày nhà mày em xe. Mày nó mày nó quay vô tắt đi. Ủa em đâu có mày đâu. Tiền của mày là bỏ lại túi này nha. Rồi cà phê nhiêu tiền? Có công an phường không? Xe trình báo rồi nha. Chở chở về phường trước đi không? Từ từ nó quăng điện thoại nữa để còn kiếm cái điện thoại. Trong chỗ vườn kìa. Nó bỏ chạy nó quăng đi. Cái đường quốc ba đúng không? Cái đường cái chỗ vườn chuối á nó quăng trọng á. Có công rồi chưa? Rút rồi. Cái chìa khóa này sao? Giải thích sao? Cái chìa khóa này giải thích sao? Hả? Chìa khóa này giải thích sao? Cái này của xe gì? Bo đúng không? Còn này của xe gì? Hả? Honda. Hả? AB hả? Honda AB đúng không? Cái này xe gì? Sao không nói được? Mình người đàng hoàng đúng không? Anh người đàng hoàng đúng chưa? Hả? Họ tên gì anh? Anh họ tên gì? Anh họ tên gì? Hả? Nói lớn lên cho dân người ta nghe nữa. Nguyễn Hoài Nhân xe tao mấy? 958. Nghe đi sự gì chưa? Chưa. Chưa hả? Nhưng mà nay gớt nha. Không có gì giải tán bớt đi. Hả? Ừ. Đáng bớt mày, đi. Tụi mày móc nối với nhau bán xe gian. Ha. Tao không biết rồi chúng ta mày xe này xưa lắm rồi. Cái này là xưa lắm rồi. Còn chia lục biển số không bạn? Em đâu biết được, chẳng lẽ em đều tao có lên mạng coi là có xe đó đâu. Vậy hả? Hai điện thoại là quan trọng nhất. Đi kiếm đẳng vậy. Đúng rồi, hai điện thoại quan trọng nhất á. Cái gì vậy ta? Kiếm cái điện thoại nó quan tại đó, dưới vào bộ mà. Chưa đâu. Tiền nước nhiêu chú ơi? Kiếm cái điện thoại nữa. Không, tiền nước nhiêu, tiền nước nhiêu? Tiền nước nhiêu, tiền nước đây nhiêu chú? Không, tính đi, tính đi. Tính tính cho nó. Tính rồi. Ai tính cho chú hả? Nãy có thằng tính đây nè, thằng đây chứ. Xe này của nó luôn nè. Nó lấy hai chiếc ra luôn á. Vì lấy hai chiếc về luôn. Chiếc này ai chạy ra vậy? Chiếc này chạy ra. Thằng nào? Chủ xe á. Chủ xe lần nào? Thằng ấy bán xe trên mạng. Rồi anh hỏi là phải anh đó phải anh chạy ra. Ủa sao cơ không biết bán xe trên mạng là gì mà? Hồi nãy em nói là xe trên mạng chỉ cò móc nói qua thôi, em đâu có biết gì đâu. Ờ móc nói là sao? Thì thấy hai anh người cần mua với người cần bán nên em chỉ giới thiệu qua thôi. Em đâu có biết gì đâu trời. Không biết gì hả? Hồi đó giờ bán bao nhiêu chiếc rồi không biết. Ờ em chỉ cò theo thôi. Bán bao nhiêu chiếc rồi mà không biết. Trời em bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu? Giới thiệu qua thôi à. Bán bao nhiêu chiếc rồi? Mấy chiếc này chiếc thứ hai à. Chiếc thứ hai hả? Rồi chiếc thứ nhất bán nhà ai? Em đâu biết bán không? Chiếc thứ nhất bán nhà ai? Hết cũ rồi, hết cũ rồi, đâu có nhớ số điện thoại tên. Mở bán đầy hai chiếc mà không nhớ. Đâu không nhớ được. Nói chuyện. Thì hai khách khác nhau mà em lấy đâu? Xe lấy đâu? Em coi trên mạng lấy lò nào? Thì nó đăng trên mạng đăng con chiếc đâu có đăng lò đâu rồi anh. Trời ơi, em đâu có biết lò nào. Trời ơi ai mà xe có giấy tờ mà em đâu có biết là xe gian hay chung. Gì đâu vậy thôi tao giờ đâu có làm đơn thua anh hả hả chứ sao không biết rồi nè lần chiếc mấy trăm ngàn đâu có nhiều nói đâu. Nói cho anh nghe luôn chiếc mấy trăm ngàn bán làm gì còn hai cái điện thoại nữa giờ chứ em mới không đâu có làm gì ra tiền bây giờ có mấy trăm ngàn gỡ mấy trăm ngàn chứ anh có xe không phường có xe rồi nè thấy xe lên đúng rồi chiếc bo của nó nha. Dạ, gom xe đi. Đây là chìa khóa nè. Lấy giấy tờ. Lấy giấy tờ đó, có của nó, bỏ túi nữa. Xe bị hại để cho bị hại chạy. Bỏ túi. Một đống chìa khóa luôn á. Lấy lại. Dạ đâu. Dạ chạy mạnh chiếc xe này đi.
Anh Phượng. Đó là chuyện của mày. Xe bò, xe bò ở trong đó đó. Khóa xe em. Đây nè, cái này. Này nè, này nè, này nè. Khóa bò nè. Thì bàn giao anh trước chứ sao gì lý nó về đó được. Em đâu có ra như này đâu, em phải chủ xe đâu anh. Hả? Chủ xe này đâu. Hả? Người khác chủ xe rồi. Gọi người coi, giờ không nghe máy đâu không đó. Ông gọi cho cái ông gọi nhà bè đi, nó báo lên phường Bình Long B đúng không? Anh Di Lý về phường giùm em cái anh lấy. Đi, chở về đi. Lên mày. Em với xe đó. Về mày. Quan 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 đây chụp xe nữa. Đau cái gì? Lúc mày bán được xe thì có đau đâu. Ở cho ngồi sau chứ sao đưa lên trước. Có ai không? Ủa, sao có ai theo rồi không vậy? Bỏ bỏ vô sao nè. Ừ. Vô đó ngồi người nữa. Ngồi luôn. Đi hai người có không? Đi vô. Giữ chân lên. Đi